nhận định về màn so tài giữa câu lạc bộ West Ham và Manchester United lúc 21 giờ hôm nay 27 tháng 10 nhưng một chút về phía đội khách, nhưng khi được chơi trên sân nhà búa tạ sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Hai huấn luyện viên trưởng thành công nhất của MU sau thời kỳ sơ Alex Ferguson đã có cuộc chạm trán vào giữa tuần này, nơi Erik ten Hag đã giữ được bình tĩnh trong khi Jose Mourinho mất bình tĩnh trong trận đấu Europa League đầy căng thẳng, nơi chứng kiến Christian Eriksen và Giuseppe N. Nesiri ghi bàn. Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của MU cũng phải thừa nhận rằng họ đã may mắn khi ra về với một điểm, vì Andre Onana đã phải nhiều lần cứu thua để giúp Quỷ Đỏ rời Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số hòa một đều. Mourinho đã bị đuổi lên khán đài sau khi đội của ông bị từ chối quả đá phạt đền trong hiệp 2. Vài ngày trước khi Mourinho nổi giận ở Europa League, ban huấn luyện của MU đã rơi vào trạng thái hỗn loạn khi Ethan Pinnock đánh đầu đưa Brentford vươn lên dẫn trước tại Old Trafford. Matthijs Zeller Ligt đầy máu đang phải rời sân để điều trị tại thời điểm đó. Nhưng Alejandro Ganacho và Rasmus Højlund đã hoàn thành cú lội ngược dòng quan trọng để giúp đội bóng của Ten Hag giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, cuộc lội ngược dòng đó là chiến thắng duy nhất mà MU có thể tự hào trong 7 trận đấu gần nhất của họ. Nửa đỏ thành Manchester hiện vẫn đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League, kém top 4 khoảng cách 6 điểm. Sau chuyến làm khách trên sân của Fenerbahce, MU sẽ tiếp tục có thêm một chuyến làm khách nữa, lần này trước West Ham ở vòng 9 ngoại hạng Anh 2024-2025. Số liệu thống kê trên sân khách cho thấy Man United đang có thành tích khá khả quan, họ bất bại trong 5 trận sân khách gần nhất, mặc dù hòa trong 4 trận gần nhất và giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp trên sân khách tại Premier League trước Southampton, Aston Villa và Crystal Palace. Trong lúc Man United đang tìm kiếm 4 trận giữ sạch lưới sân khách liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2020, West Ham đang nỗ lực chấm dứt chuỗi 7 trận không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường sau cơn ác mộng trước Tottenham vào cuối tuần trước. Mọi chuyện có vẻ khá khả quan với Julian Lopetegui khi Mohamed Kudus phá vỡ thế bế tắc, nhưng khởi đầu trong mơ của cầu thủ người Ghana lại dẫn đến trận đấu kết thúc tệ hại khi anh bị đuổi khỏi sân vì có hành vi thô lỗ với nhiều cầu thủ Tottenham, sau khi Spurs đã ghi được 4 bàn thắng. Thất bại đau đớn vào cuối tuần trước đã khiến họ tụt xuống vị trí thứ 15. West Ham hiện kém MU 3 bậc và 3 điểm trên bảng xếp hạng, một chiến thắng sẽ giúp họ cân bằng điểm số với Quỷ Đỏ, trong khi thành tích tấn công của đội chủ nhà vượt trội hơn so với đội khách. West Ham đang có chuỗi 13 trận sân nhà không giữ sạch lưới tại Premier League kể từ trận hòa không bàn thắng với Brighton vào tháng 1, trận đấu đầu tiên của họ ở giải đấu hàng đầu năm 2024. Tuy nhiên, trận đấu trên sân nhà cuối cùng của West Ham tại Premier League năm 2023 đã kết thúc với chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Man United dưới sự dẫn dắt của David Moyes. Đó là chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà của bố tạ trước quỷ đỏ. Thực ra trong 6 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội ở mọi giải đấu, Man United thắng tới 4 lần, nhưng tất cả chiến thắng mà họ có được đều đến tại Old Trafford. Về mặt lực lượng, vắng mặt trong trận hòa với Fenerbahce do án treo giò ở Europa League, đội trưởng Bruno Fernandes của Man United sẽ trở lại đội hình chính. Nuse Magraoui là sự lựa chọn gây sốc ở vị trí số 10 vào giữa tuần nhưng giờ sẽ trở lại với nhiệm vụ phòng ngự. Và Ten Hag cũng đang hy vọng Johnny Evans có thể trở lại sau chấn thương, nhưng Anthony khó có cơ hội ra sân trước búa tạ. Copy Menuleni Zoro, Harry Maguire, Luxo, Tyrell Malaysia và Mason Mount đều sẽ vắng mặt vì những chấn thương khác nhau khi đội trưởng Fernandes chưa từng ghi bàn vào lưới West Ham trong 12 lần ra sân trước đó. Trong khi MU chào đón sự trở lại của Bruno Fernandes, Kudus của West Ham sẽ bắt đầu án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực của anh tại sân vận động Tottenham Hotspur. Điều này cũng khiến anh không thể tham gia các trận đấu với Nottingham Forest và Everton vào tháng tới. Mặc dù Kudus không ra sân, nhưng không phải mọi chuyện đều u ám với Lopez Tegui. West Ham đã chơi 5 trận ngoại hạng Anh mà không có cựu cầu thủ Ajax kể từ khi ông đến và bất bại trong tất cả các trận đấu đó. Crescencio Summerwin là ứng cử viên rõ ràng nhất để thay thế Kudus, trong khi Niklas Fulkrak là cái tên duy nhất của đội chủ nhà dính chấn thương. Edson Alvarez chắc chắn sẽ cạnh tranh để thay thế Guido Rodriguez ở hàng tiền vệ.